Thưa quý vị, trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh vào sáng nay 20 tháng 2, đoàn chuyên gia Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông do giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát, tham quan một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện thành phố. Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện thành phố tiếp và làm việc với đoàn. Đoàn đã đến tham quan khảo sát, tìm hiểu một số mô hình phát triển kinh tế như mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa của hộ ông Nguyễn Văn Quang là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh ở xã An Điền, các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao thành công bền vững ở xã Thành Hải, mô hình du lịch sinh thái biển. Đoàn cũng đã nghe những chia sẻ của người dân doanh nghiệp về kinh nghiệm trồng sen, nuôi sen, những giải pháp ứng phó với hạn mặn, về thị trường tiêu thụ sản phẩm, giá cả nông sản. Chuyến đi thực tế này là một trong những cơ sở quan trọng để đoàn chuyên gia có những ý kiến đóng góp trong định hướng chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.